Chào các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, câu lạc bộ đồng hành cùng sách xin được giới thiệu tới các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Tim Cook, Thiên tài đưa Apple lên tầm cao mới của tác giả Linda Carney. Mời các bạn cùng lắng nghe. Steve Jobs qua đời để lại một khoảng trống ở một trong những công ty sáng tạo nhất mọi thời đại. Thật khó để tưởng tượng rằng ai đó có thể lấp đầy khoảng trống này. Đặc biệt là Tim Cook, một giám đốc điều hành mạnh mẽ máy bay không người lái của Apple. Nhưng 7 năm sau, Linda Carney đã tiết lộ trong cuốn sách rằng mọi thứ ở Apple đã không thể tốt hơn. Cổ phiếu của nó đã tăng gấp 3 lần, khiến nó trở thành công ty nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới. Cuốn sách đã cho độc giả thấy, dưới sự lãnh đạo nguyên tắc của Cook, Apple đã vươn lên mạnh mẽ. Từ sự phát triển vượt bậc của iPhone đến những chiến thắng ít được biết đến như Apple Watch. Đọc cuốn sách để biết Tim Cook đã dẫn dắt Apple đi đến một kỷ nguyên thành công mới như thế nào.